Dạ, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì cũng lâu rồi mình không có ghé thăm gia đình anh Dũng. Thì hôm nay mình có dịp mình đi ngang cái lễ cúng đình, như là lễ giỗ Vua Hùng không quý vị. Sẵn mình ghé thăm gia đình của anh Dũng. Dạ, anh chào. Rồi, lâu quá. Lâu quá, giờ mới ghé. Lâu quá, mẹ nó ghé rồi. Gặp chị quả, lúc nào cũng vui vẻ ha. Cho chị lại cho luôn. Dạ. Dạ. Còn thấm về rồi. Đâu? Ờ. Về, em muốn đá về hả? Nhà nhỏ chị Vinh, phải không? Ở chú Vinh đi. Rồi, nãy bển nói chuyện rồi. Rồi. Nóng nước rồi nè. Khỏe rồi, ăn mấy hộp yến nó khỏe đúng không chị? Dạ. Yeah. Đó. Giờ mà mua nó thì giờ uống mấy mẹ uống ngán mà nghĩ uống rồi. Đúng rồi, uống nhiều lắm rồi, uống mấy hộp rồi. 10 hộp chưa? 10 hộp rồi đó. Còn. Rồi, thấm ra qua cà phê hả? Em sáu anh bốn rồi là 10 hộp á. Ừ. 10 hộp. Em thấy hộp anh mua mơ mở lắm nên miệng mua bốn hộp á. Đúng rồi. Bởi vì khỏe rồi, đâu uống chi nữa. Giờ khỏe rồi, tự giặt đồ được rồi ha. Rửa chén luôn ha. Chưa rửa chén ha. Rồi được rồi đó, mà nhiều lắm, vàng á. Rồi, pha cà phê luôn. Nhà nấu canh đó chị Huệ. Nấu canh. Nước canh bây giờ nè. Đó, hôm nay lâu rồi mới ghé thăm gia đình của chị Huệ nè. Thấy tình hình vẫn ổn định, vẫn bình thường ha. Đó, sức khỏe thấm cũng ok rồi. Bữa nay thấy trang điểm phấn son mặt mày quá trời. Mua cho thấm ăn á ha. Giờ mua bánh quá trời mua ha. Vậy đó. Hỏi chi hả? À luôn. Dạ, pha cà phê là gia đình bữa nay có gì vui không chị Huệ? Lâu quá em mới ghé đây chơi. Đó là gì cũng vui chứ anh, không vui gì là buồn. Dạ. Rồi cúng định bển gì có đi không? Không. Vậy hả? Thấy cúng định mấy ông định tháng tư đó hát bội với em con đi dẫn anh đi chơi vậy không? Vậy hả? Rồi con nghe ngồi vô. Cái anh em ham muốn gì thì mình đâu rồi không? Dạ. Đấy, mà muốn được. Tại con nít nó ham mình vẫn đi thôi. Dạ. Quyết định là không có thôi. Ừ, mới đây. Đi nhà. Lấy cái đầu định nhà. Dạ. Ngự đi thì ngự nhà ha. Dạ. Bữa nay lại ngay giờ cơm là chị Huệ làm đồ ăn ngon quá nào cũng uống quý vị. Rau thì ngon ha. Thịt nè. Là chị nấu món gì? Canh củ cải với trái su ha. Là canh gọi là thịt đó chị xào á vậy. Nấu cơm vậy. Sao vậy? Mấy con canh này nè. Mấy con đi. Thịt đó chị làm cái gì? Em kho xà bận mấy rồi còn nhiêu em mới canh. Nấu canh luôn ha. Cái cà nó gì? Dạ dạ. Đi ăn rồi nè, ở chỗ ăn mà mua. Hấp dẫn. Ngon quá. Hồi sinh chén cơm nè. Người sớt luôn. Mình chỉ không có nêm nếm thêm hả? Vậy ha. Không, tại lại quay coi tài làm việc thôi. Ít là Linh bà nó mới nhắn nè. Nó tài ơi, sao sư phụ đồ bỏ mặt ra không quay. Coi tình hình bán vé số. Ồ, quả trên đó nó kẹt trên cái tủ đó thiệt.
mà vé số thấy giờ không? Bán ế quá hả gì? Chậm không? Mấy chục vé mà chủ nghiệp bữa đó mấy chục vé đó chú. Dạ. Giỏi lắm mà mặn tối ngày á. Tao ba ơi, tao nói tao ế đó sao? Gì gì có mua ủng hộ cho Tài không? Có mua ủng hộ lần nào không? Số này mua xong không? Mua hả? Mua ngày 28/4. Dạ. Kể cho nó mặn hết bữa đi rồi giờ cho đi bán lại không? Đi bán lại. Bán mà cứ ôm hoài vốn đâu chịu nổi ha. Mấy ngày mà có bán chịu ai không? Giờ cái nhà được khởm quay giờ nhà làm xong rồi nè, gần xong hả Tài hả? Xong trước luôn ha. Còn sao ha? Sao làm cầu. Là mấy ngày anh ta? Từng lễ rồi ha. Ủa rồi vé số mình sao mình còn bán không mà? Mình nào nghĩ là mò mình đi bán là bình thường không? À nghĩ là mò đi bán vé số là bình thường. Nhưng mà cũng như hổm rài là tài trợ cho mình đi bán vậy đó, sao mình không bán nữa? Mò đi bán được. Nếu là mò mình làm ngày hai mấy bán số ngày trăm mấy gì không? À, nghĩ thì bán là bình thường thôi. Là mình nghĩ làm hồ đi bán là bình thường ha. Vậy sao nghe bà ngoại nó bán ôm món trời ơi bữa này hết à. Mình thấy vậy lỗ rồi thôi, đi làm hồ chắc ăn ha. Cũng mang về hồi nào rồi mới đi bán lại bình thường mà. Có nghĩa là miễn cái gì có tiền là mình làm. Mà nếu mà mà mình đi xa không anh Tài? Vòng vòng đây hay nó có đi đâu xa hơn nữa không? Bán miếng hết đây rồi đi, không hết đi. Bán là sao? Người bán vòng đây hết rồi thôi, đâu đi đâu nữa. À, còn không hết thì mình đi xa hơn ha. Ở vậy bữa nay vô thăm để mà qua cập nhật cho bà con coi coi. Tình hình của anh Tài bán vé số đó giờ như thế nào? Bữa nay ghé cũng ngay cái giờ cơm của bà ngoại luôn nè. Bà ngoại mời ăn cơm luôn quý vị. Rồi bữa nay là món này mực với củ kiệu á bà ngoại. Ồ, nhìn hấp dẫn ha. Dạ đúng rồi. Dạ thì ông ngoại giữ nên cho chắc ăn làm cái vốn. Dạ chứ không đâu đưa nó đâu. Con ăn
cho vui chén với bà ngoại ha. Không có lóc hầu hết, không có lóc nướng. Không có lóc hầu nướng. Thôi vậy được rồi. Nướng này là nướng ngon. Đó, này củ kiệu nè quý vị. Chẩn ha. Đây là mực ống hả ngoại? Mực đẹp hại. Về mực ngon quá. Ăn kiệu có nhớ tới Tết. Ăn kiệu á, củ kiệu á, có nhớ tới Tết. Ăn cá chứ không vậy á. Rồi. Em mời quý vị cùng ăn chung với mình với bà ngoại nha. Ừ.